và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Hậu chụp ảnh cưới, ông Cao Thắng đưa Đông Nhi đi bệnh viện, fan hy vọng đi khám thai. Hình ảnh ông Cao Thắng đưa Đông Nhi đi bệnh viện khiến người hâm mộ hoang mang, không biết cả hai đang gặp vấn đề gì. Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với hình ảnh Đông Nhi, ông Cao Thắng cùng nhau xuất hiện tại bệnh viện. Cụ thể, một người hâm mộ đã bắt gặp Đông Nhi, ông Cao Thắng tại bệnh viện. Tuy cả hai đều đeo khẩu trang, song fan vẫn dễ dàng nhận ra. Người này đã chụp ảnh lại và đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh này của cặp đôi tạo nên rất nhiều nghi vấn trong lòng công chúng. Người hâm mộ không khỏi thắc mắc về tình trạng sức khỏe của Đông Nhi hiện tại. Bởi trong tấm ảnh thứ hai, có thể thấy Đông Nhi đã vào phòng khám, ông Cao Thắng đang đợi cô ở bên ngoài. Liệu sức khỏe của Đông Nhi có gặp vấn đề gì lớn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô và cả kế hoạch kết hôn sắp tới? Lát sau, chỉ còn mỗi ông Cao Thắng ngồi ở hàng ghế chờ. Vừa qua, ông Cao Thắng đã chính thức cầu hôn Đông Nhi sau 10 năm yêu nhau. Giọng ca giả vờ say chia sẻ trên trang cá nhân rằng em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu. Màn cầu hôn của cặp đôi vàng V-pop đã làm cho cả showbiz phải dậy sóng. Người hâm mộ ăn mừng, đồng nghiệp cũng vui lây. Cầu hôn không bao lâu, Đông Nhi ông Cao Thắng bị người hâm mộ bắt gặp chụp ảnh cưới tại Úc. Hình ảnh ông Cao Thắng diện vết bảnh bao. Đông Nhi mặc váy cưới, đang đi giữa đường phố gây sự chú ý của mọi người. Đông Nhi thậm chí còn trêu chọc fan bằng dòng trạng thái, sẽ hé lộ ảnh góc sau. Cầu hôn rồi chụp ảnh cưới, người hâm mộ sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng cũng sớm được chứng kiến hôn lễ hạnh phúc của cặp đôi này. Được biết đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm nay.